sang gọi tình lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng. Chăm sóc cho đời em, dẫu anh biết ngoài thế gian còn có bao người yêu em. Trong người ta thật bánh bao, nhìn lại anh đâu có gì hơn. Dù biết anh không giàu sang nhưng anh có trái tim chung tình. Dù biết anh không đẹp trai nhưng dễ thương thì anh không thiếu. Đừng nghĩ anh như người ta yêu em chỉ vì nhan sắc. Anh rất thâm tha chẳng biết dối lừa ai. Và nếu như yêu được em, anh sẽ mang tất cả những gì mà quý nhất trên đời anh xin dâng tặng cho em. Sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai xâm chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em.
yêu từ rất lâu, kể từ phút giây đầu gặp em. Anh đã hứa với trái tim sẽ bên em chăm sóc cho đời em. Dẫu anh biết ngoài thế gian còn có bao người yêu em, trong người ta thân bánh bao, nhìn lại anh đâu có gì hơn. Dù biết anh không giàu sang nhưng anh có trái tim chung tình, dù biết anh không đẹp trai nhưng dễ thương thì anh không thiếu. Đừng nghĩ anh như người ta yêu em chỉ vì nhan sắc, anh dẫn tâm ta chẳng biết dối lừa ai. Và nếu như yêu được em, anh sẽ mang tất cả những gì mà quý nhất trên đời anh xin dâng tặng cho em hết. Sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai xâm chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em. Dù biết anh không giàu sang nhưng anh có trái tim trung tình, dù biết anh không đẹp trai nhưng dễ thương thì anh không thiếu. Sẽ mãi yêu mình người em, ta yêu em chỉ vì nhan sắc, anh dẫn tất cả chẳng biết dối lừa ai. Và nếu như yêu được em, anh sẽ mang tất cả những gì mà quý nhất trên đời anh xin dâng tặng cho em hết. Sẽ cất em yêu vào tim, không cho một ai sống chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em. Sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai sống chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có16, xuất sự thiết kế của quý vị và sự tác hợp của hai bên gia đình mà anh Lê Huy và chị Tuyết Liên đã chính thức thành vợ thành chồng. Và cũng không để cho quý vị chờ đợi lâu, xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về cổng chào hoa trúc để chào đón hai nhân vật đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay, chú rể Lê Huy sánh duyên cùng cô dâu Tuyết Liên. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn hay cho tiếng pháo để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta. Trong tay tiến về lễ đài hạnh phúc.
Huy, cô dâu Tuyết Ly xin trân trọng ra mắt và cô chào tất cả quý vị quan khách. Kính thưa quý vị, cha là núi, mẹ là sông, làm con hiếu thảo, nhớ công sinh thành. Sau đây Vi Ngọc xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hai bên gia đình. Về phía họ nhà trai, xin trân trọng kính mời ông Tống Đức Thịnh và bà Lê Thị Kim Anh là song thân của chú rể. Xin quý vị hãy cho đại diện họ nhà trai của chúng tôi một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Họ nhà gái xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đản và bà Nguyễn Thị Côi là song thân của cô dâu. Xin quý vị cũng không quên dành cho đại diện họ nhà gái của chúng tôi một tràng vỗ tay thật to và thật dài. Cho gia đình chúng tôi. Vì vậy, ông Tống Đức Thịnh là cha của chú rể sẽ đại diện hai bên gia đình có đôi lời thay cùng quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cha, kính thưa chú, kính thưa các chú bác, cậu mợ, dì, ban giám đốc cũng như là các đồng nghiệp ở công ty Hoa Mặt Trời. Rồi các người bạn thân thương chúng tôi ở chủng viện Thánh Gioan ngày xưa, rồi các quý vị thân hữu hàng xóm ở chung cư Imperia và rất là nhiều bạn bè của các cháu. Gia đình chúng tôi rất là được vinh dự ngày hôm nay các quý vị đã đến, bởi vì chúng tôi hôm nay đã có một người con dâu, cũng đã có một người con rể. Và ngày này tuần trước, cha Đỗ Mạnh Dũng cũng đã dâng thánh lễ để chúc phúc cho tình yêu của hai cháu. Và hôm ngày hôm nay, gia đình chúng tôi được hân hạnh để giới thiệu với tất cả quý vị con dâu của tôi Tuyết Liên, cũng như là con rể của anh chị Đáng Lê Huy. Và chính vì vậy chúng tôi có một cái bữa tiệc mọn này để hân hạnh được mời tất cả quý vị đến để chung vui với gia đình chúng tôi, cũng như là để chúc phúc cho hai cháu. Xin thành thật cáo lỗi vì thời gian cũng hơi chậm trễ một chút, và xin thay mặt cho cả hai họ xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui, mặc dù là thời gian rất là bận rộn, cũng như là cái kỳ nghỉ, những ngày nghỉ cuối tuần rất là quý báu, quý vị đã đến để chung vui cùng gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Và để cho chúng ta không phải chờ đợi lâu, thì chúng tôi xin phép tất cả quý vị được, trước khi các cháu có làm tiếp các nghi thức khác, thì xin được mời cha chú của cháu Tuyết Liên lên để làm phép cho bữa ăn. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho bữa tiệc hân hoan này. Nên anh cha và con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa là cha của chúng con, cha vẫn yêu thương chúng con, và cha vẫn tiếp nối công cuộc tạo dựng con người của cha qua các cuộc hôn nhân cha đã thiết lập trên trần gian. Xin cha chúc lành một cách đặc biệt cho đôi tân hôn hôm nay. Xin cho họ trở thành dấu chỉ của tình yêu của Chúa Giêsu đối với hội thánh. Và xin cho tất cả các cuộc hôn nhân trên trần gian này cũng tiếp nối tình yêu của Chúa Giêsu đối với hội thánh, mà làm cho tình yêu ngày một lan rộng trên thế giới, áp đẩy những hận thù chia rẽ hôm nay.
Xin chân chúc lành cho tất cả mọi người tới tham dự tiệc vui này. Và xin chân chúc lành cho tất cả những của ăn cha ban cho chúng con. Xin chân nhớ đến những người không có cơm áo mặc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, một năm bắt đầu từ mùa xuân, ngày trọng đại của con người khởi đầu từ ngày cưới. Lần mưa hay nhờ tiếng pháo, buổi tiệc vui không thể thiếu rượu mừng. Xin mời cô dâu chú rể tay trong tay tiến đến tháp ly, cô rượu sa ban để mở đầu cho buổi tiệc vui ngày hôm nay. Trong nhau tình yêu mến ngàn muôn đời bên.
Bên này.
lại vô nó giống chiều ở vô. Và các bạn ngồi kia. Rồi, 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 chắc là mọi người. Ai, ai, kêu chung thì bạn ngồi đây luôn nhé. Bì mê can't say I know how deep
tặng mừng thuyền em gặp